Lời Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Dạ thưa, cũng như cái phần tiếp theo là kênh Tùng Nguyễn miền Tây mến chào cô chú, anh chị em trong và ngoài nước. Và Tùng Nguyễn xin chúc cô chú có ngày mới năng lượng đầy tích cực ạ. Và con chào cô hai, và con thay mặt khán giả cảm ơn cô hai rất là nhiều. Và con hôm nay con nhà cô hai là chia sẻ con là cuốn phần 3 cuốn 2 của Thiên Rồng Châu Thổ. Dạ con mời cô hai ạ. Hôm nay tôi chia sẻ tiếp cái phần 3 của bộ phép Thiên Rồng Châu Thổ cuốn 2 để cho quý vị trong nước và ngoài nước nghe. Dạ. Chuyển linh khí sang qua các nước, đem phép màu có được xuất ra. Cộng đồng thế giới bao la, kim thiên ngồi bút ngọc tòa chuyển xây. Chuyển thế giới kỳ này xáo động, chuông báo đài hồi trống gian xa. Mắt nhìn đủ nạn thiết tha đủ nạn phạt mà chúng sanh. Muốn chú sanh hiểu rành thiên lực, biết dung bồi phước đức lập thân. Rạng danh Nam Việt hiền thần, làm gương thế giới hiền nhân giống nòi. Bao thế kỷ hiếm hoi chật vật, bị lợi danh đoạt mất khí tài. Sơn hà biến đổi lung lai, tà tâm mưu kế sắp bài đủ chiêu. Nước nào cũng tà yêu khuấy rối, có chức quyền của hối ấm thân. Nào đâu nghĩ tới phong thần, binh ân chiến sĩ gửi thân xa trường. Nơi rừng núi tuyết xương gian khổ, nay quần hồn tri tố tham quan. Qua tăng bồng núi tà lên. Dạ. Về tòa nhận phép rồng vàng, gươm linh trừ khử hổ mang cứu đời. Thiên thanh sử ghi lời vàng đá, nối gót thần giải tỏ quan khiên. Tà lơn ngọc đá ấn thiên ngọc đá kim tiền hậu lai. Tuần bửu ngọc đời dài truyền nối, đầu kỷ niên diền mối mở khai. Nam bang có nỏ kim đài, sắc rồng linh khí thiên quai của trời. Nối cực điển hai nơi thành một, một thiên rồng cụ trột nhà, trụ cột nhà Nam. Tà lơn ngọc bích hội đàm cùng với các vị. Sơn lam núi rừng thỉnh ngọc đá, đem về cần dưng ngọc kề phần mộ cho gừng trổ bông. Gừng trổ bông thần thông chuyển hóa, khắp hoàn cầu các ngã bích đường. Rồng Thổ Châu Thiên Tinh rủ nhau tìm Phật Minh Dương, cứu cho khỏi nạn chiến trường thay phơi. Nạn khí tiết thiên thời biến đổi, trận thủy hồng chìm nổi gian nan. Kinh tế dao động xóm làng, nước nào cũng phải gánh mang nạn này. Khắp châu lục chỉ cây bút phép của Phật Thầy dọn dẹp kỳ ba. Thì là mới được yên nhà, Thầy ra cứu thế Nam Hà hiển dinh. Đủ hình vẽ kết tình châu thổ, đem tinh hoa sắc trổ khí hào. Sắc rồng thâu hết về trào, rồng thiên châu thổ năm màu hội chung. Có bồ đề bóng tùng che phủ, ngũ thiên rồng kết nụ trần gian. Rồng về thánh địa Phú An, thiên văn vũ trụ điển quang phủ trùm. Điển kết nối giải dùm thải chất, Đức Thích Ca phép Phật bồ đề. Phật tổ Di Lặc cùng về, Quan Âm tiên mẫu hội tề trần gian. Hiệp tất cả các hàng tiên Phật, cùng thánh thần cấp bậc thấp cao. Chung kim thiên sức phép trào, giữ còn quả địa tạo đào hiền nhân. Diệt tà gian phong thần dựng bản, được bản vàng mới rạng tu mi. Long qua hội mở chọn thì, chọn trang hiền thảo kính dì tổ tông. Chọn người có tấm lòng đại lượng, chí can cường cao thượng hiền trung. Đủ đầy nghĩa khí lo cùng, lo cho tổ quốc tập trung tinh thần. Nguyện hy sinh không cần đền trả, Phật thương người, phép lạ thưởng ban.
Ngày sau con cháu giàu sang, sống đời thánh đức, bản vàng ghi danh, được phúc lộc trời dành ban tặng, trí thông minh hưởng đặng đời dài. Biết tri, biết xét, đúng sai, biết phân tà chánh, hiểu rài sấm kinh, biết phân biệt nhục dinh hai chữ, lánh xa qua, gìn giữ điều lành, đạo nhân thầy dạy thiện hành, chấp hành luật pháp rặng danh tổ đường. Nhìn thấy Phật tòa chương sen báo, Phật tâm lòng, Phật đạo muôn năm. Phật đâu non núi mà tầm, niệm Phật đâu đợi thiền lâm chùa chiền. Tại gia kỉnh bái cửu quyền, hiếu thân giữ vẹn hữu duyên Phật tầm. Nguyện sao có được Phật tâm, hành theo đạo lý luật cầm trong tay. Tự mình xét đoán mới tài, trong tâm có Phật liên đài giữa nương. Ráng tri cho rõ tận tường, hỡi người đạo giáo cùng đường chưa hay. Niệm Phật tầm chốn non đài, nào ngờ Phật ở gia ngai của mình. Niệm Phật phải nhớ triều đình, nhớ người vì nước hy sinh cả đời, thì là mới được tốt tươi, thì là mới có dạng thờ tứ ân. Tu hành dùng hết trí nhân, để tri cho đúng mới gần Phật tiên. Tu không còn chứa hận phiền, thì là mới được cửa thiền giữa nương. Triều đình hợp phép họ lương, thần binh các vị về trường Phú An. Tháng 4-25 họp ban, tháng 4-26 lên đàn. Sang qua Campuchia nước bạn họp hòa, binh can hai nước tài qua đang chờ. Họ lương thâu hết kịp giờ, ngọc tôi ghi chép vào tờ cẩm nang. Tà lơn tướng quốc hai lai đàn, hai thanh thị lạc Tây An phép truyền, đi thâu binh tướng Cao Miên. Họ lương họ Nguyễn binh quyền đi theo, cầm binh nội tổ vượt đèo, thâu hết hồn khí di gieo gió ngàn. Núi rừng ẩn dạng hồn quang, họ lương thu hết binh đàn về ngôi. Lên non chồng vợ đủ đôi, sắc vàng nội tổ thu hồi Ngọc Châu. Hai người này là cháu nội của ông lão tổ Huỳnh Long. Dạ. Binh khí linh khí được thâu, vào trong ngọc đá sơn lầu Tà Lơn. Thanh đoan ngọc hương keo sơn, là hai vợ chồng ông Hai Gò Tháp đó. Dạ. Gắn liền chồng vợ Tà Lơn hội tề, hồn binh 18 nước đang kề, vợ chồng họ Nguyễn thu về dạng binh. Phú An đền khứu kính trình, đem binh quý quốc về dinh phép màu. Văn Hia văn Di phép thâu phép triều, hai tướng võ hầu xuất ra. Họ Đoàn họ Quỳnh phép hòa, sang qua đất khách thâu mà sắc dương. Thâu hết sắc khí về trường, bao đời thế kỷ hồn nương ẩn chờ. Lỡ đọc rồi phải nãy kể. Hai tướng thâu hết sắc cờ, của các nước bạn vào tờ phép thiên. Ngọc tôi ngồi bút ấn biên, chủ trì nghiên cứu gieo duyên khắp cùng. Làm sao cho đặng hòa chung, bốn phương yên lặng cõi cung đảo hòn. Ngọc Mai có phép lầu son, kim luôn em chị phép hòn xuất ra, hồ lô thâu hết gian tà. Xưa kia nước bạn can qua chiến trường, dẫu mòn vết cũ còn dương, chiến tranh nát thịt tan xương hồn còn. Họ Đào em chị giếng non, Campuchia đất nước vẫn còn hồn quang. Phép triều Ngọc Đế khai màn, ban cho em chị lên đàn thâu binh. Thâu binh siêu độ hồn linh, thu binh đem hết về dinh ông cù. Quan Khiên quá giải hận thù, cùng nhau trở lại dinh cầu Phú An. Năm đặng cùng với thành ngoạn, tướng trời trở xuống tòa vàng phò dương. Đi thâu binh khắp phố đường, binh Khmer đỏ bắt lương tham tàn. Hồn còn quanh quẩn chưa tan, đem về giải dỗ cho an mọi bề. Triều đình minh chúa phán phê, tướng sang nước khách thu về dạng binh. Nữ nam hai tướng hành trình, diễn đàn họp mặt quy binh về trào. Thị thí sắc khí hùng hào, thu ba nữ tướng nam trào diễn binh. Hãy như vì cháu kết tình, phò vua giúp nước giữ gìn non sông.
Ba nữ tướng có sắc rồng di hành thâu hết binh đông toàn cầu. Kho hồn quốc tế Minh Châu có ấn ngọc đế tòa lầu Phú An. Ba nàng thu hết binh can dọc theo ranh giới lộ đàn Việt Miên. Đem vào bộ phép rồng thiên binh về triều chính mới yên cõi bờ. Sắc dương nữ tướng phất cờ hồng loan thanh thủy ngọn cờ phất cao. Tướng dương phất ngọn cờ đào. Cờ sao phất ngọn phép trào giải ra Việt Nam hát bản hùng ca. Bộ đội kết nối liên hòa. Bốn bên bộ đội sang nước cao mên. Cao mên bộ đội tiến lên hô hào. Việt Nam bộ đội phép trào. Phép trào bộ đội kết giao hòa đồng hòa. Hai nàng nữ tướng đào hoa sang quan miên quát thâu mà sắc binh. Đem về đền khứu kính trình anh linh các vị Long Đình thủ đô. Hai nàng có điểm có điển Bác Hồ sắc dương cầm lấy điểm tô Sơn Hà. Rồng vàng nữ tướng Kiều Hoa sắc vàng cầm lấy giải ra tỏa tường. Mà sáu đó. Dạ, yeah. Nói Hồng Loan là ai vậy cô Hà? Hồng Loan trên Hồng Ngự thì đó đi nguyên một chuyến á. Dạ. Yeah. Tà Lan giúp người tìm đạo đúng đường, mấy người đó cũng có sắc rồng. Yeah. Giúp người tìm được Minh Dương Bút Kỳ, dìu người trở lại trường thi. Lánh xa tà dại, lánh thì ma dương. À, trì tâm kinh lực Phật đường, Phật dương thời đại. Lời thường giải ra giúp người phân biệt chánh tà, đâu là chánh lý, đâu là tà gian. Truyền in kinh sấm bố ban giúp người giải thoát tệ đoan mê lầm. Giúp người quẩn trí tĩnh tâm, sấm truyền thời đại giải mầm quả tai. Giúp người tu sái tu sai, biết được thiên lực đáo hoài về ngôi. Huệ linh thông suốt thu hồi, tình đời lý đạo khúc nôi tỏa tường. Người đạo chẳng rõ nền dương, vô tri bất xét lạc đường bể mê. Tây phương bích ngõ khó về, Kiều Hoa rõ đặng lời phê báo cùng. Ai người muốn đặng trọn trung, thì là phải ráng kỳ cùng tầm phân. Tới ngày thiên địa mây văng, nặng tay dồn dập khó khăn khắp toàn. Bút kỳ ngọc bích con quan, đại thần thượng đẳng triều đàn nhà Lê. Xuống trần mang lấy lớp hề, của cha ngọc đế người chê chẳng nhìn. Kiều Hoa có đủ sắc tinh, rồng dương chuyển thế cung đình có ngôi. Bả sắc tài lắm chứ không có làm cái việc triều đình được. Cho nên rõ thấu từ hồi rõ thấu khúc nôi tích tồn. Chị em Ngọc Bích tiên phuông Tân Kỳ cầm lái chiếc xuồng cha giao. Cùng nàng kiều nữ hiệp nhau. Thiên rồng vũ trụ phép trào xuất ra, thiên rồng châu thổ phép hòa. Chị em có được Ngọc Tòa ban binh, binh điển kết nối tâm linh. Phép màu chuyển đổi ất tinh đảo hòn. Tà Lơn lấy vật lầu son, đem về họp phép núi Hòn Thất Sơn. Cửu Long Ngọc Bích khải đờn, khải cho bá tánh qua cơn ly kỳ. 18 người một chuyến đi, Campuchia nước bạn. Thu thì binh can, đền rồng thành phố. Nam Giang Ngọc Rồng thu lấy vào trang sử hồng. Suối vàng thâu ngọc Quỳnh Long, ngọc rồng thượng đẳng, ngọc ông trạng trình. Thâu rồng bãi mắt về dinh, thâu rồng năm mắt cung đình cử đa. Đem về đền khứu phép hòa, binh 18 nước sang qua nước Tần. Thiên rồng phép báo Long Ân, thâu binh các nước, thâu ngân đem về. Sắc vàng của chúa Campuchia, đền vàng ngôi báo thu về Việt Nam. Để đà kết hợp kỳ tam, tại đền Ấn Quốc Dương Hàm Việt Miên. Đền Ấn Quốc tại miền phép trổ, sắc long gia hội ngộ tiền hiền. Ngọc Bích cầm lấy ấn thiên, phép rồng sức cứu cho yên cõi bờ. Nước nào cải bút tờ thiên định, chịu lỗi nghì bất chính hoàng gia. Tam tòa thánh tổ trị mà, trị cho chúng biết lực nhà rồng tiên.
rồng vũ trụ ẩn miền nam địa, hết phủ trùm bốn phía kỷ nai, nước nào muốn khỏi họa tai, chấp hành thiên lực của rài Long Gia. Long Gia Quỳnh kỳ ba có sắc, ấn cung đình nghiêm nhật ban ra. Thiên tinh thiên tướng Ngọc Tò ban cho sắc lệnh nơi mà trần gian, cõi trần gian hổ mang tận diệt, kỳ ba này quán triệt cho xong. Còn người hiền lập cộng đồng quốc tế lực ông thiên hoàng. Nghe thiên hoàng mới toan vẹn vẻ, nếu không nghe tăng nhá lạc đàn, trái châu sắp sửa rã tan, thầy ra cứu thế mới toàn kỳ ba. Toàn cầu biến động các nhà, phong ba bão tố toàn gia yên nào. Hỡi chúng sanh đồng bào bác gọi, linh bác về, bút nói thay lời. Thương cho sanh chúng khắp nơi, thiên thời khí tiết rã rời lục châu. Anh em phải một bầu kết chặt, biết yêu thương đầy đặc tình người, không vì danh lợi đổi giờ, chủ nghĩa cộng sản quý thời tính ăn. Anh em phải quy bằng về cội, nghe Phật Dương truyền nói truyền mối đạo hằng. Đạo trời đạo Phật quyền năng, sấm truyền thời đại giải răng khắp toàn, đủ phép lạ sửa sang trần hạ, để hạ trần tâm dạ thẳng nhai. Thiện tâm thiện tính thiện tài, thiện lai đức độ quá khai hận thù. Trần đời hết có lu bu, nghe được lời bác khuyên ru cuối kỳ. Lực chánh đàn làm y không trật, bác về trần hoàn tất nhất gia. Lời khuyên khắp hết gần xa, bác về ngồi bút gái nhà Quỳnh Long. Bác gọi kêu đại đồng khắp cõi, hãy tri tìm dòng dõi lạc Âu. Giống rồng thượng đẳng bắt cầu, sang qua các nước hòa câu chánh đàn, để các nước xóa tan thù hận, xóa hận thù tiếp cận sấm khai. Sấm trời ngọc bích non đài, cửu long tiền sử ấn bài rồng thiên. Long gia Quỳnh tân niên giáp kỷ, quả phép rồng ấn ký chữ thiên. Cảm tình bác sĩ hữu duyên, phò vua giúp giận cho yên nước nhà. Nay lão tổ bình hòa điển bút, cảm lòng vàng kính chúc an khang. Phước như đông hải bạc ngàn, Long Gia kỳ ngộ với trang anh hào. Ngọc suối vàng đem trao bác sĩ, núi Tà Lơn hội nghị chư tiên. Tâm linh Nguyễn Mẫn hội thuyền, cao miên châu thổ Lan Thiên tỏ lòng. Đỉnh Lan Thiên thần công y đức, được phép màu hiệp sức chống ngăn. Binh đao bệnh trạng bủa văn, phép màu y đức chuyển căn cho người, cho bác sĩ được thời sáng suốt. Ban dược linh độ thuốc bệnh lành, trao viên ngọc đá ba gành, trao viên ngọc đá ba gành, để cho bác sĩ thiện hành diệt thiên, cứu bá tánh nơi miền sông Hậu. Đem tâm linh nuôi nấu nghiệp nghề, thiên rồng bộ phép ấn phê, sức ra bốn phía đem về bình an. Có bác sĩ lòng vàng giúp phép, chuyến du hành ghi chép sấm kỳ. Tà Lơn rừng núi quyền di, Tà Lơn thầy tổ chuyển thì tâm linh. 214 khai trình phép báo, 215 đại cáo phong thần. Bác sĩ có sắc Long Ân, sắc rồng châu thổ chuyển phần binh can. Giúp Ngọc Bích thuyền nan trực chỉ, bến Long Giang kiến nghị quan thiên. An Giang tỉnh bộ nạp liền, thiên rồng bộ phép qua liên đền trào. Thiên rồng vũ trụ phép trao, thiên rồng châu thổ phép trào Long Gia. Ấn thiên sắc trổ phép hòa, gửi ban tuyên giáo tỉnh nhà An Giang. Tới màn thiên định phải toàn, An Giang phép trổ Phú An là trường. Bửu Sơn liền giới kỳ hương, bốn chữ rõ đặn mới tường gốc căn. Chờ người rõ đặn duyên hằng, để cùng Ngọc Bích nối lằn điển thiên. Thiên rồng bộ phép kim tiền, kim thiên bút lộ giáp niên kỷ trào. Quỳnh kỳ ấn ngọc khai đao, ngũ tiên quỳnh đế lập trào thế gian. Phép triều bài giải người toàn, non cao phụng gái tiếng giang khắp miền.
Thiên rồng châu thổ giải biên, cứu năm châu lục hết phiền nạn tai. Gốc căn thầy tổ chuyển lai, Quỳnh Long ngôi ngự đền đài cung thiên. Giao con bút phép giải biên, hiệp người tài đức mối duyên đỡ nâng. Thiên rồng bộ phép xong phần, tạm ngưng bút mực diệt mần của thiên. Mong cầu đất nước bình yên, qua cơn hoạn nạn hiệp duyên tới thầy. Đến đây đã xong của bộ phép cuốn 2 Thiên rồng châu thổ. Dạ. Nam mô Phật Quốc Đại Đồng, Bửu Sơn Kỳ Hương Ngọc Bích. Nam mô A Di Đà Phật. Cuốn này hay quá cô Hai ơi. Kinh nhiêu phút? Có 20 phút mà, vậy là đọc thêm 8 trang rồi nữa vừa. Dạ. Dạ, đọc luôn ha. Dạ dạ, đọc luôn đi cô. Tôi xin chia sẻ thêm cái bài du hành Tây Ninh hôm ngày 16 tháng 2 âm lịch, nhằm ngày 7 tháng 3 dương lịch 2023 Quý Mão, cho cô bác trong và ngoài nước nghe. Chuyến du hành Tây Ninh tháng 2 16 du hành Tây Ninh một chuyến lập thành thơ ca. Vua quan trạng tướng đi ra đi làm nhiệm vụ của nhà rồng tiên. Bà đen nam nữ hội thuyền cùng với các vị tại miền núi cao. Hội cùng với các vì sao cung thiên hạ thế tài hào siêu tra. Cao đài thánh địa cung tòa, nơi nào cũng có tài hoa thiên thần. Đủ tài đáp dận thiên ân, thiên quai binh tướng rộ rần hội đây. Miền Đông hội giới miền Tây, cao tổ các vị hiệp dày non cao. Bửu Sơn cao đài hội trào, hội đem phép báo ngôi sao xuất kỳ. Chữ ấn trào chúa cung di, xuất ra thế giới giải thì nạn tai. An Giang đồng tháp tướng tài, Tây Ninh hiệp phép văn hai vợ chồng. Hiệp vào để sức thần thông các vị hòa đồng bút nghiêng. Vua quan trạng tướng tình thiên, trung quân ái quốc lo diền nhà Nam. Trạng về mở cuộc hội đàm, hội cùng các bậc già lam nơi này. Linh Sơn Thánh Mẫu Lầu Tây, Quan Âm Linh Điển đủ đầy quyền thăm. Cha trời mẹ đất âm thầm chuyển xây màu phép vào tâm mỗi người. Mỗi người mỗi sắc xinh tươi, mỗi người có ấn của thời quốc binh. Quốc binh quốc pháp triều đình, triều đình Hồ Bác Chí Minh hiện hành. Hồn rồng bộ đội liệt quanh, nữ nam linh khí tâm thành hiến dân. Đem tài làm việc phong thần, tứ ân đền đáp được gần người xưa. Nay đây là buổi lọc lừa, vàng thao lọc lại bỏ chừa phân minh. Xem ai có đủ thiên tình, xem ai chỉ biết riêng mình không lo. Xem ai hiệp được chung đò, xem ai chỉ có giữ kho. Hồn rồng để lo trăm họ tổ tông, hưởng được lộc phước của hồng cháu con. Hưởng được danh dự vàng son, hưởng được của báo nước non của mình. Mẹ cha lặp lại ất tinh, ất một hăm mốt quá trình lộc khai. Việt Nam lộ dĩ thiên tài, tài thiên quy tụ về ngai mẫu hoàng. Để đà giữ lấy gian sang bình lặng mới an dân lành. 16 có cuộc du hành, tháng 2 Quý Mão cấp ngành bệ ban. Du phương để có hội bàn cùng các chư vị lâm sang núi bà đen linh ứng hiện ra. Linh Sơn Thánh Mẫu nơi tòa thiên tiên, ngũ tiên Quỳnh Đế liên thuyền, châu quần ngọc sức đến miền Đông Du. Để cùng sức phép ông cù sức phép mới thu hết tà. Tướng trời voi ngựa song pha, phi nhanh lên đỉnh núi bà hội linh. Đủ đầy linh ứng phát sinh, đủ đầy quyền phép thiên tình mẹ cha. Cha Long mẹ Phụng hải hà, tâm linh Hồ Bác.
cũng hòa vào đây để làm phận sự kỳ này. Hận thù xóa bỏ để gầy tình thương, đỉnh cao kêu gọi bốn phương nghe gọi về trường Long Hoa. Long Hoa có được mẹ cha, có thầy, có tổ, có bà Quan Âm, dạy cho bá tánh đi tầm, dạy cho tầm đúng hết mầm quả tai, dạy cho tầm đúng Phật đài, Phật Dương Di Lạc. Của nay tân trào, trạng quan về đỉnh non cao, cùng với vua tướng tài hào xuất ra, giúp cho thế giới kỳ hòa, giúp cho thế giới hết mà chiến tranh. Con người bỏ dữ làm lành, trời ông hết phạt hết hành thế gian. Cái bài này đi lên viết tại trển luôn nè, tại nước Bà Đen. Dạ. Còn cái bài này là viết đi về nhà mới viết cái linh của Lê Sơn Thánh Mẫu. Dạ. Linh Sơn Thánh Mẫu về Tây để cùng hiệp phép Đức Thầy Bửu Sơn. Lúc đó là cũng như mình đi ngoại thì cái linh của Linh Sơn Thánh Mẫu hiệp hiệp với mình đi về miền Bảy Núi. Dạ. Hiệp bút phép Khải Đờn Lạc Quốc, Cha Lạc Dương, phép Phật Minh Dương. Minh Hoàng Chúa Thánh mở trường, lập lại Thánh Đức, Pháp Cương Tân Trào. Nước Việt Nam ngôi sao thiên tử, bác vị Thánh nắm giữ triều cương, triều đình quy khắp bốn phương, quy về để học luật dương tổ truyền. Tổ non nước, Pháp Cương kỷ mới, quy tài qua các giới bậc tầng. Về chung một gốc Long Ân, gốc Trào Long Phụng, gốc phần Binh Can. Để lo toan cầu hoàng lục địa, phép giữ còn lục địa Hoàng Châu, phép màu thay đổi hoàng cầu Linh Sơn Thánh Mẫu, dùng câu hảo hòa khuyên tất cả quốc gia Âu Á, học quy điều ân xá Phật Dương, xóa hận thù gầy tình thương, quá giải thù hận chiến trường không gây. Hiệp lo giải không gầy thêm nữa, mẹ Linh Sơn mở cửa liên đài, Tây Ninh Bà Đen mở khai, du lịch phát triển lộc tài Việt Nam, đất tổ rồng già Nam, già Lam hội ngộ, nơi địa linh người cổ đáo hoài, đáo lai những đấng anh tài, dựng xây đời mới thượng lai tân kỳ, tân lập lại ngũ chi bát quái, có thần thông diễn giải kỳ này. Kỳ Long Hoa Phật dùng cây, bút phép thâu được hổ bầy thú quan, bầy thú quan tầm đàn chánh lý, thì mới là bình trị thế gian. Tài hoa kim cổ hội hàng, non tiên bà chúa khai màn thánh dương. Niên Quý Mão, hội trường non đỉnh, đỉnh thiên sơn, linh thính phép màu, thần thông chư vị sức thâu, hiệp vào nỏ bút phép màu dạng năng. Dạng màu phép khai hoằng chuyển hướng, cho trăm họ đời thượng thông tường. Thần thông chuyển đổi bốn phương, thượng lai tân tiến theo đường. Thời gian, thời lập thượng trần đàn thay đổi, thời Phật tiên dắt lối phàm trần, thời kỳ giải tỏa quán ân, quán ân, ân quán giải lần từ đây. Nghiệp không tạo không gầy thêm nữa, không nuôi mầm chất chứa hận thù, xóa hết thù hận tiếp thu. Linh Sơn Thánh Mẫu dẹt mù chúng sanh, dẹt mây mù khí lành trong sáng. Mẹ Linh Đơn cứu dạng bá gia, mong cho vượt khỏi nơi hà, cùng lo cải thiện ôn hòa khí thanh. Các tài hoa thiên dành tại thế, đủ tài hào thế hệ dựng xây, cảnh tiên tại thế trần này, người tu thấy được cung mây tại trần, người hiền được hồng ân tiên Phật, Phật lập đời xây cất lầu hoa. Thánh tiên chư vị hiệp hòa, hiệp lo màu phép xuất ra cứu đời, cứu phải giải pháp lời của tổ, của chúa cha thời cổ sắc dương. Rồng tiên Nam Việt mở trường, trung ương hội đủ tứ phương nhân tài. Tân kỷ mới học bài Di Lạc, Di Lạc Dương có hạt Minh Châu, Bảo Giang Ngọc Bích Sơn Lầu,
có cây bút phép giá khâu địa hình, kho hồn có quan binh đầy đủ, có binh rồng bao phủ châu di, thời kỳ lực định khai thi, long qua khai hội các chi hiệp về, núi Bà Đen viên quê bà chúa triều có của nguyên thiên, danh bà rặng nước khắp miền, bà ban lộc phước trợ duyên chúng trần. Chúng trần nhờ hồng ân bà độ, được đồng ngân hội ngộ thiên thai, non cao có cảnh Phật đài, cảnh tiên tại thế nhân tài tạo ra. Rồi được chưa? Dạ. Còn bài của bà Kim Định nữa nè. Cái bài đó dài không cô hai? Bài này cũng có 4 trang nè. Dạ, thì đọc thêm bài đó lên cô hai. Dạ. Nó có 3 trang nè. Ngày Phú Thọ ngày 19 tháng 2 nhằm ngày 10 tháng 3 âm lịch Quý Mão, Kim Định họ Lê tướng Trào trở về hội kiến anh hào khắp nơi. Cũng như cái chuyến đi ra Phú Quốc nè, đi về bả theo về hiệp với cái gốc Bụi Sơn Kỳ Hương nè. Dạ. Hội để sức phép trời, phép Phật, phép triều đình, chúa đất Nam Bang, tổ rồng. Buổi cuối hội hàng trở về cung nội đồng vàng Tam Nông, về Tam Nông thần thông bút sức, sức phép màu điển cực thông tri, vô di có phép quyền di, các ngài về hội dẫn kỳ khai ra, khai phép báo giữ nhà Nam Việt gốc Bửu Sơn kỳ quý khí hồng. Tướng Trào các vị về cung Phú Thọ hiệp cùng vua quan. Tướng Gò Tháp binh can đông đảo hiệp trở về, gỡ tháo cho dân biết được phong thần sức thế rộ rần ai hay được thần quay các vị về hội nghị giao ban. An Giang Đồng Tháp hội hàng, ông Võ ông Nguyễn hội ban, họ Trần cùng trăm họ Long Ân cắt, các bệ ban hòa nhập đồng sen. Đồng sen có tiếng trống kèn, ngày nay hội mở hoa sen đồng vàng. Hoa sen Phật Tây An quốc tích, đủ phép màu Phật thích ban cho. Điển cho có được hát hò sức phép mở kho lọc tài. Mở kho lọc cứu nai bá tánh, kho vàng rồng bá tánh hưởng chung. Lọc tài cha mẹ cửu cung, ban cho có tấm lòng trung lo đời. Phép vô di khắp nơi chuyển hóa, chuyển con người tâm dạ hiếu ân. Vua quan trạng tướng cùng thần, vua quan trạng tướng hiệp dân đồng vàng. Đồng Tháp có cung quan để hiệp, hiệp để cùng lo tiếp diệt thiên. Diệt thiên do các hồn thiên, hiệp cùng giới sát lo diền nhà Nam. Hội vui vẻ hòa đàm ăn uống, được uống ăn ước muốn vui dày. 19 tháng 2 nơi đây cung Tần Phú Thọ có thầy Điển Quang, ban nữ nam tài vàng có được, được tài vàng tạo phước cho dân hưởng được hồng ân, hồng trần có đủ phước phần trời ban phước An Giang Đồng Tháp, ban khắp nơi giải đáp ý lời, thông tri thì được thảnh thơi, dẫn thời. Trời sắp y lời thánh ra, hành y lời thiết tha cuộc sống. Vua tướng quan mở cổng Tam Nông, Tam Nông Phú Thọ binh rồng. Tháng 2 19 hội đông cung đình, cung thị ánh hiệp binh sức phép. Sức phép trào làm đẹp quê hương, chung cùng nam nữ tình thương Âu Á. Một trường mẹ cha, cha rồng mẹ phụng phép hòa. Ban con phép báo Sơn Hà hiệp lo. À, đến đây xin hết. Dạ, hay quá cô hai. Nam Mô Phật Quốc Đại Đồng. Dạ. Bửu Sơn Kỳ Hương Ngọc Bích. Cũng như những bài này là mình đi hội tới đâu mình viết tới đó đó. Dạ. Viết tại chỗ luôn. Hay quá cô hai. Dạ, con cảm ơn cô hai rất nhiều ạ. Và kênh Tùng Nguyễn Miền Tây cảm ơn cô chú đã xem kênh. Cô giới thiệu cái bộ... Dạ. Ấn cô mới lập nè. Dạ. Này con chụp cái bộ ấn đi. Thì nó cũng giống vậy nè. Dạ, nhưng mà cái này là... Cái bộ ấn Ngũ Châu Hiệp Nhất nè. Dạ, chữ đẹp quá luôn. Đúng không ạ? Ấn rồng không đó.
Dạ. Cái này là cái sắc rộng không nè. Con nhìn con không biết gì luôn á. Quá trình nhìn, cái nhìn đẹp luôn. Ừ. Cái này là mới ha cô hai? Mới. Dạ. Rồi vậy được rồi đó, cũng dạ, giống dạ. Giống nhau dạ, con. Dạ. Wow, kênh Tụi Nguyễn Miền Tây mến chào quý cô chú ạ. Hẹn quý cô chú ở clip sau ạ. Dạ con chào cô hai ạ. Dạ.